Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị, anh chị và các bạn một cái mẫu xe Mitsubishi Pajero vừa mới ra lò đây. Chiếc Mitsubishi Pajero này là sản xuất năm 2007, nhập khẩu với chiếc Nhật Bản, động cơ 3.0 số sàn 2 cầu anh chị nhá. Thì đây là một cái mẫu xe mà của ngân hàng chuyên dụng để chở tiền. Đấy. À, tên ngân hàng biển 30K1178. Biển số của nó là biển Hà Nội. Thì anh chị nào ở trong Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh là về tên là sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa anh chị nhé. Xe thì với cái tông màu xanh bộ đội, màu xanh rêu này, rất là đẹp. Đã lên bộ mâm đúc, đấy, giá lóc và bậc lên xuống như những cái mẫu xe hầm hố khác. À, những cái mẫu xe mà chuyên là chạy Việt dã, chạy đồi núi đấy. Đây chị nhé, xe thì con này nó chất cực, chất thật sự luôn. Máy của nó rất là sáng, gầm bệ, sàn chiếc của nó vẫn còn vàng ươm luôn anh chị nhé, không hề mục mọt. Xe của ngân hàng thì họ bảo dưỡng rất là định kỳ. Đấy, và thứ hai là họ đi rất là cẩn thận và an toàn. Xe nguyên một vẫn còn nguyên một cái két sắt ở đằng sau để chở tiền anh chị ạ. Đấy, đằng sau cái két sắt đằng sau vẫn là để nguyên để chở vẫn là để nguyên. Đấy, chuyên dụng để chở tiền. Vẫn chưa tháo ra. Nên anh chị nào về có nhu cầu mà tháo ra thì tháo, mà không thì để nguyên nó cũng được. Không vấn đề gì. Đây, form dáng này các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Với cái tông màu xanh rêu bộ đội này, nó như cái màu của xe Lancuzer Prado sản xuất năm 2015-16-17 đấy. Đấy, đây nó như cái màu như thế đấy anh em ạ. Đấy, form dáng rất là đẹp, màu của nó cũng rất là đẹp luôn. À, động cơ 3.0 V6 số sàn 2 cầu. Đấy, cầu cày rất là hợp lý luôn. Cài điện ở trên xe ấy thì đi con này nó rất là khỏe khoắn. Cách âm rất là tốt, cực kỳ là khỏe luôn anh chị ạ. Đây, nội thất của nó rất là mới này. Thì em sẽ giới thiệu phần nội thất cho anh chị cùng xem này. Đấy, sàn là sàn nỉ nguyên bản theo xe anh chị nhá. Sàn nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, nội thất ghế da đen rất là đẹp luôn. Đấy, số sàn đây, cài cầu như xúc động đây này. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ, khóa khiển điều khiển này. Đấy, khóa chốt cửa từ xa đầy đủ hết anh chị nhá. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021. Gầm cao 5 chỗ ngồi. Xe nguyên zin luôn. Nguyên zin luôn anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp này. Táp lô, táp ly của nó anh chị nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, form dáng này. Keo chỉ không hề mất phân keo chỉ đâu cả. Đấy. Sơn xi đẹp, tôn vỏ này, không hề tai nạn đâm va nhé. Xe thì em cam kết với anh chị là máy zin nguyên bản. Xe không hề mất phân keo chỉ nào. Đấy, không hề mất phân keo chỉ nào anh chị nhé. Máy zin, gầm sàn zin không hề mục mọt luôn. Đấy, đèn pha nguyên bản theo xe này, đèn bi cũng là nguyên bản từ ngày sản xuất đến bây giờ. Mặt ga lăng này. Đấy. Form dáng này, tôn vỏ rất là đẹp luôn. Đấy, có thể là xoay gương được anh chị ạ. Đấy. Đây các bác nhá. Xanh đét luôn. Rất là đẹp. Bậc lên xuống chấm bi này. Đấy, trông rất là đẹp luôn anh chị nhá. Nhìn này. Đó. Với cái tông màu xanh này thì phải nói là nhìn nó sang, sự sang và nhã nhặn. Bác nào đúng tuổi thì đấy, thì đi những dòng này rất là hay. Đấy, dòng này thì nó là 2 cầu, 3.0 số sàn. Máy xăng thì mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào tầm khoảng 12 lít trên 100 km anh chị ạ. Tầm 12 lít trên 100 km. Đấy, na răng đúc này. Phanh đĩa 4 bánh luôn. Đấy, rất là hiện đại và an toàn luôn. Xe để nguyên là chở tiền mà, nhưng nên là không thể có một cái sơ suất nhỏ xảy ra làm ảnh hưởng đến cái két sắt đằng sau được. Đây két sắt đây em giới thiệu cho anh chị nhé. Đấy. Đằng sau vẫn còn nguyên một két sắt này. Đây. Đấy, mở đây ra, đằng sau két sắt rất là rộng đằng sau. Đấy, bác nào mà có nhu cầu này. Ví dụ như là chở hàng cẩn thận quan trọng ấy thì đút ở cái két đằng sau rất là hợp lý luôn. Đấy, form dáng này. Đây em sẽ quay sàn cho các bác cùng xem nhé. Sàn của nó đây. Đấy, đây là camera lùi này. Đấy, sàn của nó đây. Nó còn vàng ươm luôn. Đấy, cầu sau này. Đấy, rất động. Đấy, hai cầu anh chị nhé. Trục quét đăng này, cầu sau này. Hệ thống treo của nó này. Các bác nhìn này. Đấy. Vẫn còn zin nét nét luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Chạy con này rất là êm luôn, cực kỳ là êm. Đấy, lốp treo đầy đủ hết. Form dáng rất là đẹp. Bây giờ em sẽ giới thiệu phần đây, phần trong xe đây. Bốn kính chỉnh điện này. Đấy, những báo động của ngân hàng vẫn còn nguyên này. Hai túi khí an toàn. Hai túi khí an toàn nhé. Xe được 29 vạn này. Đấy, chìa khóa khiển đây, khiển cửa này. Đây các bác nhìn nhá. Còn rất là ok luôn. Điều hòa là điều hòa auto tự động đấy anh em ạ. Điều hòa tự động, màn hình cảm ứng kết hợp luôn cả
Bluetooth. Đồng hồ của nó nhìn rất là khôn đấy chị nhá, không hề báo lỗi nhỏ nào cả. Hiện tại đang báo một cái lỗi gần hết xăng. Đấy, cài cầu như này thôi. Cài cầu nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Khi chúng ta muốn cài cầu này thì chúng ta phải ấn nó xuống nhé. Củ số này, mọi thứ của nó này. Đấy. Điều hòa auto tự động này. Đó. Điều hòa lạnh lắm. Điều hòa rất lạnh luôn anh chị ạ. Cực kỳ lạnh luôn. Chân nỉ nguyên bản theo xe nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với mẫu Mitsubishi Pajero này cho anh chị, với cái giá đang được cửa hàng bên em bán, với một mẫu xe ngân hàng trả tiền. Đấy, đã lên màu sơn rất là đẹp, biển Hà Nội. Và đã lên đồ này, rất là đẹp luôn. Giá lóc bậc lên xuống, nội thất đẹp, sơn màu đẹp. Đấy, cửa tiền chỉ có 315 triệu đồng cho một cái mẫu xe nó zin và được bảo dưỡng định kỳ. Bảo dưỡng định kỳ và chỉ để trong cái mục đích để chở tiền thôi. Với khối động cơ V63.0 số sàn, kim phun điện tử, máy xăng. Đấy. Máy của nó là máy zin anh chị nhá. Sáng choang luôn. Hai cầu rất là khỏe luôn. 315 triệu, giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi. Đây anh chị nào kết cái mẫu xe Mitsubishi V93 này. Đấy, V93. Sản xuất năm 2007, form mới. Thì alo cho em nhé, theo số điện thoại là 0358286286. Em Quang Hải Dương cho một con xe mà máy lổ êm như chó thở luôn. Máy zin. Đấy, lổ êm như chó thở luôn anh em nhé. Cực kỳ êm luôn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, nghe nhá. Máy sạch. Đấy, nước ra máy rất là sạch luôn. Và khoang trong lòng máy thì rất là sạch. Máy lổ thì êm thì thầm. Đấy. Đúng là cái câu lổ êm như chó thở là có thật anh em ạ. Cực kỳ là êm luôn. Vâng. Thì bác nào quan tâm với mẫu xe V93 này, Mitsubishi Pajero này, thì alo cho em nhé. Theo số điện thoại là 0358286286. Em Quang Hải Dương. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau. Cảm ơn tất cả quý vị, anh chị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của em theo những thời gian vừa qua. Rất cảm ơn mọi người nhé. Bên em chuyên thu mua những cái dòng xe có giá từ 100 cho đến 400 triệu đồng. Nếu bác nào mà có những cái mẫu xe mà đang muốn định ý định muốn bán, hoặc là biết thông tin những người nào mà đang muốn bán ấy, thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0358286286. Em sẽ đến tận nhà để mua với mức giá hợp lý nhất. Hoặc là những bác nào giới thiệu cho em thì em sẽ có một chút gọi là cà phê. Cảm ơn anh chị nhé. Bây giờ em đang lùi về nhà. Hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.